Xong rồi anh em ạ, bây giờ chải sàn là phải chải lên sàn ra như thế này anh em này, nó mới sạch này. Vân kim cương này, đây anh em làm thêm cái quả thảm lót chân của Kata như thế này nữa thì quá sạch và hay vệ sinh nhá. Anh em chỉ việc nhấc ra như này thôi, đây anh em rũ cái này sạch luôn. Đặc biệt là cái này nó là cao su nguyên sinh nên anh em đi độ bền của nó hơn 10 năm cơ, nên anh em đi lâu nó không tạo ra mùi, thứ hai là dễ dàng vệ sinh. Anh em chỉ cần xịt nước qua anh em rũ cái quái là sạch này, nó không mùi. Bình thường anh em mà dùng những cái dòng mà nó có dạng để mút thì anh em đi thời gian anh em vệ sinh nó không sạch được, nó có nước ở đây ấy. Anh em đóng cửa kín vào đi một thời gian sau nó tạo ra cái mùi hôi rất là khó chịu luôn, đặc biệt là sau nó ám hết vào trong điều hòa của xe này. Anh em nào mà cần làm gì cho xe của mình thì anh em hãy nhớ tới Akala anh em nhé.